Nay nay mình dẫn mấy bạn này đi siêu thị chơi, đi siêu thị Nhật Bản á cô chú anh chị. Đứng đây chờ chú Dũng một chút, tài xế của chú Dũng tới giờ. Dũng không? À. Nay đi chơi nha, đó, đi ra. Mình sẽ đi qua cái làng này nè. À, đó. Mua xe luôn hả? Mình sẽ đi qua Campuchia. Đó. À, giờ con rồi, xe tới rồi, xe tới rồi. Chờ xíu nha. Đó, này đi chơi thế, thấy sao? Chuẩn bị đi chơi à? Dạ, con thấy vui. Vui hả? Thấy mừng hả? Dạ. Kiệt sao? Con thấy vui luôn. Hả? Con thấy vui. Ờ. Chờ tài xế tới đón nha. Đó. Đó. Thấy không? Ba người nè. Cái gì vậy? Cái gì? Bây giờ là chuẩn bị đi qua siêu thị Nhật Bản chơi Aeon Tân Phú. Wow. Quá vui, quá sướng. Quá vui, quá sướng. Trời, đi siêu thị bên trời quay nó rất người ta rất ngại nha. Siêu thị bên mình. Nãy em nói là tài xế của chú Dũng sắp tới mà nó không tin gà anh. Đúng rồi, con không tin luôn cái cô chú anh chị. Con không tin thiệt luôn cái cô chú. Con hỏi chú đi, hỏi liền. Hỏi chú không chú? Thế sao có số của chú để gọi để liên quan với có số đúng không? Có số đó hay chưa? Ờ, đúng rồi. Chứ bình thường làm sao có số được đúng không? Đó. Đúng rồi. Đó, sau khi... Sau khi mà 15 phút ngồi xe thì đã tới siêu thị Nhật Bản thôi. Giờ đi vô, đi ăn trước nha. Dạ. Đi. Đó. Đó. Ăn gì? Ăn sushi trước hả? Hay ăn bánh xèo? Bây giờ đi vô chỗ sushi. Được nghỉ một ngày nên đi chơi thỏa thích luôn nha các bạn. Gì? Coi vô đây nè, người ta nhìn quá trời, nó tưởng coi nhà giàu, chứ không phải tưởng coi nhà nghèo. Đây. Mất say mà ai chung mình. Hồi nãy nhìn nhà chú Dũng sao cho anh? Hả? Nhìn nhà chú Dũng sao? Thằng chán tâm lý. Sang chứng tâm lý luôn hả? Coi những nhà chú mà con mới nhập viện mà. Phải không? Đó. Đi. Đó. Bước lên. Rồi dần té đó. Thế chứ đồ nướng luôn, các anh chị, cô chú, ông bà ơi. Đây, ăn đồ nướng hả? Dạ. Đây, vô ngồi đi. Đó, đi ăn đồ nướng nha. Muốn ăn đồ nướng hả? Dạ, không ăn đồ nướng. Hồi xưa giờ có ăn đồ nướng không? Chưa. Sao không ăn? Không, xưa giờ có tiền đâu ăn. À. Tao lạy luôn á trời. Đây nè nha. Đó. Ăn chờ cô đem cái menu ra, tháo khẩu trang ra con. Chờ cô đem menu ra rồi gọi. Thích ăn thịt bò hay thịt heo con? Bò. Menu ra. Để chú đem menu ra kìa. Con chọn đi. Có. Đó. Nướng.
nước gì kiểu. Có bia à? Đợi thầy đi con nước vậy. Có bia. Có bia à? Bốn chai bia. Nó chớ có Coca Cola đó con. Con uống nước suối đi. À. Uống nước ngọt nhiều quá, nhà uống nước ngọt nhiều quá. Nó bị đó, tiểu đường nó bị bệnh á. Bị bệnh. Uống nước suối đi, uống nước suối nha. Uống trời đâu. Chơi cho cô lấy đá luôn. Không có nước suối không ngon. Đó. Con coi đi. Bò với heo với lại nấm rồi đó. Em kìa. Cây. Lát nữa ăn xong rồi ăn. Để nướng á. Cái gì? Khoan, ba chỉ bò nướng. Ờ. Ba ruột. Đó xong rồi đó. Con gọi cô ra đi. Cô ơi. Cô ơi. Ủa. Chú là hai em sẽ đo gì vậy? Kìa. Kìa. Ai biết. Rồi đó. Rồi chờ. Bốn lon nước rồi. Bốn chai nước rồi. Rồi đó đi. Đó. Đó. Cái gì cơ. Đó, nhìn đu cười hoài luôn, 1m8. Hả? Phải không? Ý là mặc đồ đi chơi đẹp trai hơn luôn hả? Phải không á? Biết mà. Dũng đâu, 1m8 cũng tên mọi người tên. Chị có nói hôm nay chú Dũng đẹp trai hơn ngày thường luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Phải không? Đẹp trai nè. Da trắng nè, nón nè. Đòi nón hả? Chờ cô đem đem món ra. Nay đi chơi vui không? Vui. Lát nữa đi qua mua đồ nữa. Đi mua đồ hả? Mua gì mua? Mua quần áo, mua gì đó. Để coi thử coi. Cái gì vậy? Rồi thôi. Chú Dũng đẹp trai muốn nam. Chú Dũng đẹp trai. Lấy chia đồ qua rồi con. Dạ. Cái gì? Táo sẽ đặt cho chú Dũng. Ừ. Mỗi người một cái. Cái này nóng không Dũng? Nóng đó. Đây Tân Phú. Không biết có nóng hay không, ịnh cái tay vô đi. Cái gì? Múc bàn đồ nướng nha, ông bà cô chú. Đó, nướng đi, bỏ vô con nướng đi. Lần đầu tiên được nướng. Lần đầu tiên được nướng hả? Phải không? Lần đầu tiên trái thanh long có trong bánh xèo. Từ không chịu ăn tôm nhảy. Hồi xưa giờ bỏ ăn tôm cho bánh xèo không hả? Đây. Chiêu phụ này nó không tôm nhảy. Thôi nãy mình nói rồi, bên em là một cái cùng ba chữ, một cái cùng trường đúng không? Đúng rồi. Em có cái combo nó giữa nó gian luôn hả? Nó có sườn mà có chỉ nó hôm nay là 450 đồng phí tiền được 50.000 á. Vậy là y chang phần vậy luôn đúng không? Không, nó sẽ thêm má vô thì tiết kiệm được 80.000. Thôi anh không bằng cái này nó được. Ừ. Ok. Cái chân này có muốn ăn bỏ vô chắc là sẽ. Ừ. Thường ngày quăng tôm vô chảo không hả? Nướng tôm luôn. Quăng vô là sẽ bọc nước mực. Bảo có mực vô luôn đi. Bỏ cục gì cục mỡ vô nè. Tha vô thôi. Trước rồi mới bỏ, nãy giờ không bỏ đâu. Nãy giờ không tha. Mở mà tưởng cục gì cục bơ luôn á. Gì cục bơ? Kệ, nó lòi cái cục.
tách hồn cái gì? Giật tách hết hồn. Nước mũi. Nước mũi. Chim bắt xèo. Chứ Dũng làm rồi kìa. Cái gì? Dũng đẹp rồi. Đó, tôm nè. Dũng rồi, cái cục này chín là ăn rồi. Không, không có ăn được cái cục đó. Cảm ơn em. Đó, tôm. Bánh xèo. Bánh xèo. Bị ám ảnh bánh xèo luôn. Ê, gần hết rồi. Bánh chín bỏ vào chứ vậy. Để kéo qua nữa, hồi nãy kéo cắt. Bỏ vô cái này nè. Cái dĩa bằng nhôm đó. Từ từ đi con. Kéo cắt. Bỏ đây là bỏ cục vô đây. Không, cái đó sống rồi. Không có bỏ vô đó được. Cái này đồ sống rồi. Chín mình mà bỏ vô dĩa nè. Lần đầu tiên đi ăn đồ nướng luôn á hả? Dạ. Này lần đầu tiên thiệt luôn á. Từ đó không có có được ăn đâu đúng rồi. Ở đó thì ăn bánh xèo. Ở đó thì mình sẽ ăn bánh xèo. Đây. Đó. Trời ơi, con mực bự quá. Nói là chú Vũ, nóng tan rồi luôn chú Vũ. Đó. Bự quá. Mực này mực Hàn Quốc mà. Dầu đó. Mở vô, chát vô. Để ngoài hậu tôm khép bây giờ á. Đây tại vì bên kia nấy quá, mình dời cái bàn qua bên này. Nhìn ra ngoài ngoài luôn là đó nè, đó. Đây là bà Hà Anh nè. Đây. Sinh năm 2000 lẻ mấy mà hả, mặc áo 1989. Sinh 2013. Hai sinh 2001, con sinh 2004. À. Một ngày. Sinh rồi bây giờ phải để cái này lên nữa, trời ơi. Đó, heo bà chỉ. Bật đi, bật kìa. Thịt heo bật thảo mộc. Trong vòng tay lưng dài người con. Nhưng mà gắp đi chú Dũng. Hả? Mình gắp luôn. Gắp mỗi đứa cái, nó đã. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Cho một lai đi. Ba người chi. Các bạn của mình rất là dùng. Này là gì? Cái này là su su. Chín rồi, chín chi. Chưa chín đâu. Đợi một xíu bếp nóng lại nha bé. Bếp nóng nè. Con cháu không chụp mình. Rồi bỏ vô con, bỏ vô đi con. Cầm cái dĩa bỏ vô một lần luôn, gấp chừng nào xong. Đó đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ thịt bò vô cho nó đầy luôn kìa. Nhìn nhìn nó mới hấp dẫn. Sắp cho nó đẹp đẹp mới ngon. Đó là sườn heo chứ. Đó heo luôn thôi, bỏ nào vô cũng được. Bỏ chưa lên. Bỏ cái sườn heo vô luôn con. Sườn heo bên kia kìa. Bỏ cái nấm luôn. Cái nắng như cho bằng được. Ở đây là quán Hàn Quốc nên có một cái chai rượu kìa. Rượu soju. Coi chín vừa cháy đó nha. Cái đó để chấm hải sản đó con. Ớt xanh nữa. Ớt xanh ngon nha. Cái gì vậy? Ăn đi kìa. Nó bò lên rồi kìa. Cái này chấm gì cô? Chấm với mơ ớt xanh đó. Tắt cái nhạc đi con. Ăn đi kìa, muối ớt xanh kìa. Wow. Ngon không? Đó. Ăn mực Hàn Quốc luôn. Đây. Ăn đi Trâm Anh ơi. Mình tôm nước hết thì hơi mặn ngon chứ. Lần này đường nào chứ vậy? Con cú. Này là siêu thị Nhật Bản. Chấm muối ớt xanh đây nè, đây nè. Lát ai ăn lẩu không? Dạ. Ăn lẩu không? Có phần sẽ khẽ vô chín hết rồi hả? Có phần sẽ chín hết rồi. Rồi cảm ơn em. Cho một like đi. Cho một like hả? Cho một đăng ký kênh cho các bạn. Rồi là ok. Mà cô chú nhớ ủng hộ kênh của cô Dũng đập Sài Gòn dấu yêu của chú Dũng nha. Chắc ông bà cô chú dạ. Một cái tấm đập chai mai đập chai hôm bữa nha. Phải không? Đây mặc áo màu gì? Áo màu nó đi tay. Đi chơi Noel phải mặc áo đỏ chứ. Bữa nay vẫn còn đen đấy chứ. Hả? Bữa nay vẫn còn đen. Còn chứ. Còn cái chị mình đi chạy lên. Qua tới Tết luôn. Em có cái tâm kìa. Ngon nha. Ăn đi con. Mực. Ngon nha. Chị không ăn được tôm, ăn được mực đi con. Thịt chín luôn rồi kìa. À có cô Thu ở bên Mỹ á, có xếp cho mấy đứa hai thùng sữa. Cô nghệ sĩ Văn Hà, bà Văn Hà bữa mà tụi con gặp á, sẽ qua năm tới là sẽ tặng cho mấy đứa là đồ đi học, đồng phục hai đứa đi học. Rồi cảm ơn em. Ăn đi nha.
rau rồi con lấy cái rau này nè cuốn vô. Rau này nè. Cuốn, đứa nào đứa ăn cuốn thì cuốn vô. Quá ngon, quá ngon. Quá ngon. 110 điểm, 10 like, 10 like. 100 kênh với kênh. Ăn đi. Phải thật nhiều người đăng ký kênh nha. Tôi Dũng nha. Vệ sinh bàn u. U. Cái nước này chảy ra được không? Chảy nữa không? Ừ, đúng rồi. Đó. Nó bật lên nước chảy ra. Vệ sinh đó. Nó có hệ thống hết á. Dũng này giống cục đá đúng không? Cái gì? Đá cái này là cái giống như cái chảo chiên bánh xèo chứ. Bánh xèo ừ. Ăn đi Kiệt ơi, bỏ điện thoại xuống đi con. Đây thịt bò. Cái đó cái gì vậy? Hành thôi để riêng. Còn mấy đứa có ăn hành không? Để chung ăn. Để riêng, tôi không có biết ăn hành trời. Ừ, biết ăn hành thôi con. Ăn không? Không? Đứa nào biết ăn hành? Con. Thì bỏ cho anh nó một chút xíu rồi. Để riêng ra khu vực đó. Ủa mập. Chú chờ mà chi vậy? Ở dưới đường á. Chú đừng xe đâu ha. Cái đường nhắn chú để vô ừ. Chú chờ 3 tiếng hộ nữa. Ừ. Làm anh ăn hành rồi con. Biết ăn hành không? Không hả? Đúng rồi, chấm cái màu đỏ đỏ. À, ăn đi. Ừ, đây nè. Đúng rồi, rau cải màu tím mà.
có gân ngon nữa. Được. Không chưa? Hả? Xong chưa? Nhiều nước vào. Nước có sôi đâu. Nóng trời đi nhà. Nóng trời đi nhà mình đi. Nó hẳn cho cái đấy vào nước thật sự vô. Mọi người nó bị trời rồi. Đi bây giờ sau khi đi ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chơi, đi lên tầng trò chơi với lại đi mua đồ. Rồi tạm biệt cô cha, cô chú anh chị các bạn, các cháu thiếu nhi nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong clip tiếp theo ạ. Nè, ba đứa chào coi. Rồi đi nha, đó lát nữa leo lên chiếc này đi nè. Đó.